Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Cải tiến công nghệ an toàn trên ô tô gầm cao để tăng tính cạnh tranh. Xu hướng ưa chuộng xe gầm cao đang khiến các hãng xe tập trung nâng cấp các trang bị an toàn trong phân khúc này. Có thể thấy tại Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây, các hãng xe bên cạnh việc nâng cấp trang bị để cạnh tranh thì việc nâng cấp công nghệ an toàn cũng đang được đẩy mạnh. Mazda CX-5 tiên phong với gói an toàn iActive Sense, Mitsubishi Outlander với Mitsubishi e-Assist và Honda CR-V với Honda Sensing. Đáng chú ý, cả 3 mẫu xe này đang cạnh tranh trực tiếp với nhau tại thị trường Việt Nam. Trên Mazda CX-5 gói an toàn iActive Sense bao gồm hệ thống mở rộng góc chiếu đèn phía trước theo hướng đánh lái và hệ thống đèn thích ứng thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Để cạnh tranh, Mitsubishi Outlander cũng ra mắt phiên bản 2.4 CVT Premium với gói an toàn e-Assist. Gói công nghệ an toàn này bao gồm hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ chuyển làn, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Mới đây nhất, không để bị bỏ lại phía sau, Honda CR-V lắp ráp trong nước vừa ra mắt cũng gây ấn tượng bằng việc trang bị gói an toàn Honda Sensing trên tất cả các phiên bản. Gói an toàn Honda Sensing trên Honda CR-V bao gồm hệ thống giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp và hệ thống giảm thiểu lệch làn đường và hệ thống giữ làn đường. Không chỉ có 3 mẫu xe kể trên mà sắp tới đây một loại mẫu xe gầm cao mới gia nhập thị trường Việt Nam là Toyota Corolla Cross cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense hiện đại. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Toyota tại thị trường Việt Nam được trang bị gói công nghệ này. Tuy tiết lộ việc trang bị Toyota Safety Sense trên Corolla Cross tại Việt Nam, song những công nghệ trong gói an toàn này chưa được bật mí cụ thể. Không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới, ô tô gầm cao đang ngày càng được ưa chuộng. Có lẽ chính vì điều này mà trong thời gian qua, các hãng xe tại Việt Nam cũng đã tập trung nâng cấp cho các mẫu xe thuộc phân khúc này, đặc biệt trang bị thêm gói an toàn hiện đại. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ hạnh phúc và thành công.